Và các bạn có thể thấy là cái âm thanh này và cái hiệu ứng thì nó đồng bộ và nó đồng nhất với nhau. Và ở trước kia thì mình cũng sản xuất và nghiên cứu là làm một cái loại trước thì là cái âm thanh, thực ra thì cái âm thanh này nó không giống đồng bộ với hiệu ứng và nó chỉ giống khoảng 80 đến 90%. Và ngày nay thì mình cũng đã nghiên cứu và tạo ra được một cái sản phẩm mới. Và cái hiệu ứng và cái âm thanh thì nó đồng bộ nhất với nhau. Thì về cơ bản thì mình vẫn là làm loại 21 tia và sử dụng nét full, và các tia thì mình sử dụng bằng các cái thanh kẽm cao cấp và quả cầu thì làm bằng nhôm sắt, rất là đỡ an toàn và có thể là chịu được ở ngoài trời nắng mưa đó, và mình bảo hành 2 năm đó. Và các bạn quan sát cho các cái hiệu ứng nó rất là đẹp và mình đã code full 20 hiệu ứng đó ạ. Và có một cái nữa đó là các bạn lưu ý là khi mà mua sản phẩm này mà các bạn muốn sử dụng loa thì các bạn chú ý là các bạn bởi vì là cái loa thì các bạn phải để ở trên cao đúng không? Thì các bạn nên mua cái loa nào mà nó chịu được nắng mưa ngoài trời. Nhưng mình nghiên cứu thì có cái loại loa đó là loa nén khoảng công suất khoảng 15W. Các bạn đừng nhầm tưởng là cái loa nén này các bạn có một số bạn là các bạn mua đó là cái loa này, đó là cái loa mà cắm ở đi hoặc là nó có bộ kích thì nó mới chạy được. Hôm nay thì đây thì mình không có sẵn cái sản phẩm loa đó và mình cũng đang đặt hàng bên Trung Quốc và chưa về đúng không? Cái loa đấy là 600.000 đúng không? Và loa đấy là chống nước và chịu được ở ngoài trời đấy. Thì các bạn chỉ việc là về các bạn mua cái loa đó và các bạn cắm vào cái mạch này. Cái mạch này thì đó là có cái rắc 3.5 này rồi các bạn ạ. Đấy, cái rắc 3.5 này các bạn cực kỳ dễ luôn đúng không? Về các bạn chỉ việc cắm cái rắc 3.5 này vào âm đi vào cái loa. Đấy thì nó sẽ phát ra tiếng kêu đúng không? Các bạn muốn mà nó kêu to thì các bạn sẽ mua cái loa khoảng 15W và các bạn treo lên ở giữa đỉnh ấy. Đó, và cái loa đấy là loa chống chịu nắng mưa. Đây là cái sản phẩm mới đúng không? Và tiếp theo thì mình sẽ lắp vào cái sản phẩm thứ hai. Đó, cái sản phẩm mà trước đây thì mình cũng đang làm và mình đang bán rất là nhiều trên thị trường. Và các bạn chờ mình chút và mình sẽ lắp cho các bạn xem cái sản phẩm thứ hai. Cái sản phẩm thứ hai này là sản phẩm cũ thôi thì các bạn hay xem đấy. Nó là loại 21 tia. Ra thì bao nhiêu tia không quan trọng, các bạn có thể đặt mình bao nhiêu tia 24, 25, 28 thì 30 đều được. Và quan trọng đó là về cái giá cả và tiếp theo đó là về cái hiệu ứng của nó thì nó phải đẹp bắt mắt một chút. Các bạn chờ chút mình sẽ lắp ngay vào cái mạch thứ hai cho các bạn xem. Cái mạch này thì các bạn cũng xem khá là nhiều rồi ở trên mạng. Quảng cáo mà rõ là tám hàng ngày thì mình đêm hôm là vẫn tích cực sản xuất các bạn ạ. Và em sản xuất thì ra thì không đủ để cho mọi người lấy nên là mọi người rất là thông cảm. Có rất là nhiều nhà muốn nhiều các đại lý phân phối muốn lấy mấy chục cái liền nhưng mà rất là xin lỗi không thể đáp ứng được, thì mình các bạn chỉ lấy 5 chiếc 10 chiếc bán hết thì mình lại cung cấp tiếp. Rồi mình xin lắp vào cho các bạn xem. Này tối quá không nhìn đi. Đấy. Đây là cái sản phẩm thứ hai và mình cũng hay đăng lên trên mạng rồi, trên Facebook hoặc Zalo. Đúng không ạ? Zalo của mình là 0987019292. Còn ở trên YouTube thì cũng có. YouTube các bạn vào Dũng Sakura thì nó cũng có. Ở trên Facebook của mình. Đây cái sản phẩm này thì mình xin giới thiệu qua một chút. Thì cái dây bắn của lên đường bắn của nó là 8 mét. Đúng không? Và mình cũng đã buộc dây rất là chắc chắn ở dây cước đây rồi. Còn các tia thì là 21 tia và đường kính của nó là 3m2, rất là rộng. Đây các bạn có thấy là mình bỏ dưới sân lên mà nó cao đến tận cái bàn đúng không? Và tính từ dưới lên thì nó là 3m2, rất là to. Khi mà các bạn bỏ lên ngôi nhà tầng thứ tư, tầng thứ năm thì rất là thoải mái và trông rất là đẹp. Các bạn chú ý khi mà mắc ấy thì nó là các bạn mắc càng cao càng đẹp, ít nhất các bạn phải mắc từ khoảng từ 8 đến 10 mét trở lên xóa mặt đất. Đấy, còn nhà các bạn là cao các bạn mắc lên thì rất là đẹp, bởi vì khi mà các bạn nhìn gần ấy
thì cái hiệu ứng của nó thì nhìn nó không được đẹp lắm đâu, và các bạn phải nhìn từ xa. Và các bạn chú ý là sản phẩm của mình thì các bạn có thể nhìn được mọi phía, trước sau trái phải thì đều ra hình pháo hoa và rất là đẹp. Có rất là nhiều bạn trên mạng, các bạn bảo chứ là ở trên mạng mà sao giá nó rẻ thế, đúng không? Khi mà nói về vấn đề rẻ thì đây nó là cái nét pháo hoa, thì các bạn chú ý là nét đã là nét pháo hoa thì làm sao nó phải giống cái hình pháo hoa một chút, đúng không ạ? Và tiếp theo là các bạn bảo trên là ít tia, ít tia của bên mình ít tia, thật ra thì nhiều tia cũng được, nhưng mà quan trọng là nó phải ra cái hình pháo hoa và nhìn nó phải đẹp, đúng không ạ? Và trên thị trường thì cũng có một số người làm thì người ta sử dụng bằng nét thanh.